Thank you.
Mình đã làm hoàn thành chiếc loa rồi nha các bạn. Cái này là mình đã có thể phát huy được hết cái công suất cái cục loa boss này luôn rồi này. Bây giờ nó hát rất là mạnh nha các bạn. Và cái âm thanh của nó cũng lớn hơn rất là nhiều luôn. Tại vì mình có sử dụng cái mạch công suất âm thanh 100W luôn này. Mỗi kênh 50W, nhưng thực tế là mình chỉ tận dụng khoảng chưa tới một nửa cái công suất của cái mạch này nha các bạn. Cái này này, mình dùng hai cái viên pin 18650 thông qua một cái mạch nâng áp này, mình nâng lên 15V cấp cho cái mạch công suất âm thanh này nha các bạn. Còn cái mạch Anker Socom Mini thao máy này là mình chỉ tận dụng cái đường âm thanh ra của cái mạch giải mã âm thanh thôi nha các bạn. Cái loa này là mình thiết kế theo cái phong cách mở nha các bạn, cho nên là những cái vụ tùng này là mình có thể nhìn được hết luôn. Bây giờ mình mở một bài nhạc để test thử luôn. Cái này là mình đã kết nối rồi, chỉ cần bật công tắc này lên nữa là nó sẽ hát luôn nha các bạn. Đó, mình đã test thử rồi này. Nghe âm thanh nó rất là lớn nha các bạn. Và cái âm bass á, nghe cũng sâu hơn rất là nhiều luôn. Còn đây chính là cái tác phẩm khi mà nó bị hư nha các bạn. Cái này này, ở cái mạch này này, lúc mà mình làm á, các bạn có thấy là mình phải hàn hai cái điểm công tắc này lại với nhau này, là có lý do nha các bạn. Cái chỗ này là hai cái điểm công tắc này, mình phải nối liền nó lại với nhau luôn. Tại vì ngày trước á, mình có làm á, mình không có nối hai cái điểm này lại với nhau này. Thì khi mà mình bật cái công tắc này lên á, là điện nó bắt đầu đi qua cái mạch nâng áp này rồi này, và nạp vào cái con tụ này nha các bạn. Sau đó là mình mới bật cái công tắc này lên này. Đó, mình bật công tắc này lên thì bắt đầu điện đó, nó từ cái con tụ này các bạn, nó xả thẳng vào cái mạch này luôn với một cái tốc độ rất là nhanh. Thì cái con IC nó bị sốc, nó hư luôn các bạn ạ. Đây này, chính là cái con IC này này. IC này là IC TBA 3116 nha các bạn. Mình đã thay vào rồi, mình thay vào đây này. Đó chính là cái lý do mà tại sao mình phải hàn hai cái điểm này lại với nhau này. Hai cái điểm này chính là hai cái điểm công tắc này. Bây giờ cái chức năng công tắc á, nó sẽ không còn nữa nha các bạn. Tuy là bật được á, nhưng mà nó không có cái chức năng là bật tắt nữa. Mà khi mà mình bật cái nút này này, là điện nó sẽ đi thẳng lên cái mạch này luôn. Là sẽ tránh được cái trường hợp mà điện nó từ con tụ này xả thẳng vào cái mạch này, tránh gây sốc chết IC nha các bạn. Đó, cái này là mình lưu ý cho những bạn nào mà có ý định á, dùng cái kiểu mạch như mình, mà có sử dụng cái mạch công suất âm thanh mà có cái núm công tắc như thế này nha các bạn. Đây này, đó công tắc này. Rồi, thì mình cũng đã làm xong loa và test thử cho các bạn nghe rồi này. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.